Hello, xin chào mọi người. Thì với video lần này như Thiên Vũ đã hứa và cũng đã xin được phép xin lỗi mọi người cũng như là các bạn là mình đã trễ hẹn vì cái video này là vì lý do khi mà mình thu âm trực tiếp từ cái sound man, nhưng mà cái do laptop mình chưa cài đặt firmware thiếu, nói chung là bị vấn đề gì trên PC của mình nên khi mà thu âm ra là cái giải tần cái thu nó bị méo tiếng, nó sẽ không có thật nên vì đã lỡ hẹn mọi người là trong tuần này có nên Thiên Vũ tạm quay video này. Thì âm thanh sẽ thu ở trực tiếp từ các chiếc điện thoại đến âm thanh ở môi trường bên ngoài. Thì các bạn nghe tạm mà Thiên Vũ nghĩ là các bạn cũng sẽ nghe được và mọi người cũng sẽ có cảm nhận được. Video lần sau thì Thiên Vũ sẽ làm những cái tập khác để cho nó chất âm, để cho mọi người dễ hình dung hơn. Mục đích của video lần này là hướng dẫn các bạn cách các bạn sử dụng cái chỉnh EQ ở trên, tức là equalizer ở trên van số, hướng dẫn các bạn chỉnh trên van số. Và Thiên Vũ sẽ chia sẻ những cái thực tế mà khi gặp và làm so với sách vở nó khác. Còn mà khi các bạn đi làm thực tế thì các bạn sẽ gặp những vấn đề nào khác. Và video này Thiên Vũ làm là để chia sẻ đến người tiêu dùng, chia sẻ đến các bạn có thể ở nhà, các bạn xem được video của Vũ, các bạn hãy tự xét cái bản số của mình. Nếu các bạn thấy video này có ích thì đừng quên ủng hộ Thiên Vũ một like. Và bây giờ thì mời các bạn cùng Thiên Vũ theo dõi và sẽ chia sẻ cho các bạn từng phần. Và hôm nay là phần thứ nhất là phần chỉnh EQ trên mic thì các bạn ha. Okay. Thì như đây các bạn thấy trước mặt các bạn đây chính là giao diện phần mềm. Hiện tại Thiên Vũ đang dùng con mẫu để thí nghiệm cái quạt, đó chính là dòng van số Misao MX66. Đây là một con quạt giống như là con ABB vậy đó các bạn. Và đây là giao diện phần mềm. Và mình ở đây một cái van số thì nó sẽ chia làm ra khá là nhiều mục. Thì đầu tiên ở đây thì là cái này giống như là cái crossover để chia các bạn, để chia lo ha. Còn đây là music, còn đây là mid, các bạn chỉnh mid. Thì hôm nay cái bài đầu tiên, hôm nay là cái mà Thiên Vũ chia sẻ các bạn đầu tiên chính là cái phần mid trước, để các bạn hiểu về cái dải âm nó trước và cách chỉnh như thế nào. Rồi sau đó là mình sẽ tới effect, rồi music, rồi bắt đầu hướng dẫn các bạn cắt những cái ngõ out của men. Rồi trước mặt các bạn đây thì dải EQ, thì cái dải EQ này hiện tại là nó đang có bao nhiêu cần các bạn ha? 13 cần EQ các bạn ha. Hiện tại là đang có 13 cần EQ. Các bạn đây đếm trên đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Các bạn thấy trên đây. Các bạn đối với con số này các bạn không muốn dùng cái EQ nào, các bạn tiếp bỏ nó đi là nó sẽ mất EQ nó đi. Đó các bạn ha. Rồi, bây giờ tiếp tục mình sẽ hướng dẫn. Các bạn thấy cái chữ, cái ký tự ngay chỗ này nè, ngay mũi tên chuột của Vũ đang quay cho các bạn nè, thì là HBF đó, thì HBF và low BF đây nè, 2BF nè, nó EH nè, viết tắt cho mọi người hiểu đi. HBF đó, HBF là gì? HBF là cái mà đầu tiên các bạn thấy chữ đây không, cái dải đây nè, các bạn thấy nó nhảy số ở trên phía trên không, đây nhảy số. Thì cái này tùy van số, một số van số các bạn có thể tùy chọn được cái độ cắt cũng như là cái độ ngã của nó bao nhiêu đó. Ví dụ có những van số các bạn thể là từ đây khi mà các bạn chọn chế độ là cắt thẳng xuống như thế này, hoặc là cắt giãn ra như thế này, hoặc là cắt nhẹ ngang qua như thế này, các bạn thấy mũi tên chuột phủ lên không, thì nó có nhiều chế độ nhưng mà van này thì lại không có cái tính năng đó. Thì mình sẽ hướng dẫn để cho mọi người dễ hiểu hơn. Thì đây là cái cắt này là thường thường các bạn xử lý mid. Cái trong nguyên tắc á, cái nguyên tắc á, thường thường các bạn sẽ cắt từ 100 hertz trở xuống như thế này, đó là cái beat đó. Tại vì những cái dải âm này các bạn không nghe được đó, mình cắt đi để cho nó bớt trầm đi. Tại vì nếu mà mid mà có trầm nhiều quá thì nó sẽ tạo ra cái gọi là độ ù, coi như là âm trầm nó cao quá thì nó sẽ cứ tạo ra bị ù và bị ồn, và nó dễ, nếu mà các bạn xài sub á thì nó sẽ rất là dễ ù, tiếng một tiếng ù giống như sub gì đó, nó khó chịu lắm. Rồi mình sẽ hướng dẫn. Rồi cái này là các bạn, một cái điểm mà khi các bạn set trên van số á, thì các bạn đừng có đi theo bất kỳ một ai. Với video lần này Thiên Vũ chia sẻ cho các bạn cũng đừng có làm theo Vũ nha. Mình hướng dẫn để Vũ làm cho các bạn như thế này là các bạn hiểu được cái con van số của chúng ta, phải làm chủ được cái con van số của mình. Thì mình sẽ cho các bạn những cái bài test, hướng dẫn các bạn dùng những bài test nào để chúng ta sử dụng trên con van số của mình. À, các bạn đừng làm theo và cũng đừng làm theo bất kỳ ai ở trên mạng để chỉnh cái dải như thế nào. Tại vì cái này là mỗi cái lo khác nhau, mỗi cái kiểu van số khác nhau,
và cũng như là mỗi lỗ tai thì cũng khác nhau cả. Các bạn không được làm 100% giống bất kỳ video nào cả, mà Thiên Vũ làm video này là để hướng dẫn cho các bạn cách dùng, các bạn sẽ tự xử lý cái vấn đề còn lại là hay không là do mình nữa. Rồi cái EQ nhiều ván số các bạn, trên ván số á, các bạn lưu ý một điều này nè, các bạn trước khi các bạn chỉnh cái EQ này á, các bạn phải làm một bài test. Đó là cái kinh nghiệm thực tế, là một cái bài test là các bạn phải test được cái chất âm coi là thường thường những cái dải EQ của vang số thường thường là nó không bao giờ chính xác được cái dải tầng cả, các bạn thấy không? Là bây giờ Thiên Vũ ví dụ nha, video này sẽ hơi dài các bạn ha, tại vì mình muốn là vừa hướng dẫn và vừa phân tích rõ cho các bạn gọi là khách hàng luôn. Để không phân tích, các bạn nào là kỹ thuật các bạn biết rồi đó, thì các bạn có thể không xem video cũng được, ok. Còn đây là video mình dành cho những khách hàng, những người không biết gì, xem cái video này xong phải biết và làm chủ được. Rồi, đây là cái cần số 2 mình ví dụ. Đây là cái dải hẹp, cái chữ F này tức là cái hẹp, vị trí hẹp các bạn ha. Đó, còn cái 13 này là sao các bạn? Đây, các bạn thấy G không? Tức là đây là dB. dB nói chung là nôm na là cái đây là âm lượng đi các bạn. Rồi cho mọi người dễ hiểu. Âm lượng của cái khu vực 135 hẹp. Đó, các bạn dễ hiểu ha. Tăng lớn nhỏ âm lượng của khu vực. Đó, bây giờ ví dụ. Alo, các bạn nghe tiếng mình mỏng không? Alo, 1, 2, 3, 4. Alo, 1, 2, 3, 4. Rồi, mình lên thử nha. Alo, 1, 2, 3, 4. Alo, 1, 2, 3, 4. Đó, các bạn thấy có bán lên nhiều không? Thì đó, cái G này tức là gọi là dB. Các bạn thấy cái chữ, cái nhiều ván số nó sẽ không hiện giống như vậy, nhưng mà Thiên Vũ sẽ chỉ các bạn khi các bạn di chuyển những cái cần thế này, cái chỗ nào mà ghi viết tắt cái chữ dB như thế này nè, các bạn cứ nghĩ nôm na đó là âm lượng đi, âm lượng. Còn cái chỗ này chỗ hẹp, đây là 126 hẹp, thì các bạn biết là âm lượng dành cho cái hẹp này, các bạn di chuyển nó tới đâu thì bạn lên xuống bao nhiêu, thì các bạn nôm na giống như là một cái la bàn gì đó, thì đây là cái 151 hẹp và đây âm lượng của 151 hẹp, tăng giảm tùy thích các bạn. Và cái kinh nghiệm mà Thiên Vũ vừa nói lúc nãy á, chính là cái EQ không chính xác 100%, giống như là trên sách vở các bạn ha, trên ván số mình đảm bảo với các bạn luôn, mỗi con ván số của mỗi cái kiểu khác nhau, EQ không chính xác được. Ví dụ như nguyên tắc các bạn thường bạn đẩy tiếng kích lực thường thường là từ 90 cho đến 120 để cho tiếng bass ra lực, đúng không? Ví dụ Thiên Vũ đẩy vậy đi. Nhưng thực tế nếu mà các bạn nghe bằng tai á, cái này nó không đúng. Đôi khi các bạn phải dời nó lên tới 130, 140 thì mới đúng là cái vị trí mà trên cái nguyên lý, tại vì ở đây những dòng ván số hay bản thân là nó chỉ là người châu Á dùng thôi, nó thiết kế không chính xác được, giống như những cái bộ mà chuyên nghiệp của những sân khấu lớn họ chính xác từng chi tiết, giống như những cái EQ vậy đó. EQ mà mấy cái lọc xì á, cái lọc xì rẻ tiền á thì nó không chính xác được cái dải tầng đâu, và những cái lọc xì mà đắt tiền á đó thì nó sẽ rất là chính xác, thì tỷ lệ sai số càng thấp đi. Đó, thì nó chỉ là vậy. Thì để mà các bạn biết được cái vang số mình có chính xác cái EQ không á, thì Thiên Vũ xin chỉ các bạn này, các bạn sẽ nâng một cái dải nào đó lên từ cái vị trí mình setup là từ 50 hẹp đi cho dễ, từ 50 hẹp các bạn kéo dài lên, các bạn alo 1, 2 hoặc các bạn nói một câu duy nhất thôi nha, các bạn đừng có thay đổi số, ví dụ như 2, 2, 2, các bạn đợi một số 2 thôi, các bạn đừng nói số 1, số 2, số 3 thì các bạn không test được cái bài đó. Và chỉ nói một số 2 thôi. Hey, mình sẽ đầu di chuyển tiếp. Hey. 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 Ok, như vậy là các bạn khi các bạn thấy Thiên Vũ làm cái bài test này, chắc các bạn cũng hiểu là mình để làm gì, để các bạn dò được cái dải âm chính xác của nó. Và cái cách này á cũng giúp cho người không có kỹ thuật, tức là những khách hàng á, chúng ta sẽ biết cái tiếng mà mình đang bị thiếu hụt là nó nằm ở vị trí nào trên cái con vang số cá nhân của mình. Vang số cá nhân các bạn nhớ nhấn mạnh nha, chứ không phải là vang số nó không giống nhau cả hả các bạn. Rồi, cái đây thì hoặc các bạn có thể đưa lên hoặc đưa xuống. Các bạn biết dạng tầm đó, ví dụ như số 2 các bạn muốn cho nó dễ ấm, coi như là cái độ dày, thì cái độ dày của tiếng mid á, thường thường nó nằm ở 1kg, các bạn ha.
rồi cả lượng 500 cho đến 1 kg đến 2 kg đi, mình độ dày từ cổ tiếng mít lượng 1 2 6 7 rồi mình thử kéo xuống xem sao. Lượng 1 2 6 7 lượng 1 2 6 7 các bạn thấy cái sự biến động của cái âm thanh nó rõ rệt. Và cái cách làm này để giúp các bạn, những người không biết gì, chúng ta có thể nghe được cũng như là phân biệt được cái vị trí đó, hẹp đó là nó đáp ứng cho cái giọng và cũng như là chất âm nào trong cái tay mic các bạn đang cầm trên tay của mình. Đó, thì đó là một cách dò, là cũng là một cái kinh nghiệm Thiên Vũ chia sẻ với các bạn khi mà các bạn đụng những con van số lạ hoặc chúng ta chưa từng gặp những con van số đó bao giờ, và kiểm tra được cái chính xác được là cái EQ cũng như là cái giải hẹp trên cái van số đó có chính xác 100% không. Tại vì nó có những con, nói chung là nó có những cái sự sai số. Nên nếu các bạn mà nhìn trên sách vở, các bạn đọc thông tin trên mạng và các bạn cứ làm theo sách vở quá thì không được. Chúng ta phải thực tế, làm việc là phải thực tế. Đó. Thì đây, thì Thiên Vũ hôm nay chia sẻ, bây giờ Thiên Vũ chia sẻ các bạn ví dụ như bây giờ mid low đi. Mid low thường thường các bạn sẽ nằm ở khoảng tầm 500 đến 1 kg, 1,5 kg tùy theo mọi người có sự đánh giá nhiều, nhưng mà nó chỉ phạm vi trong đó thôi. Mid low thì các bạn thấy là bây giờ Thiên Vũ muốn chỉnh mid low. Các bạn nhìn cái con số 2 thôi nha các bạn nhìn con số 2 với Vũ nha. Thì Vũ di chuyển tới đâu các bạn để ý. Các bạn di chuyển ngay các bạn thấy cái hẹp nào thay đổi nè. Ví dụ 500 nè. Thiên Vũ đang ví dụ thôi nha, không nói chính xác cái giải tầng các bạn ha. Rồi, 500 đi. Giờ đây là cái gọi là tầng mid low đi. Thiên Vũ sẽ đẩy nó lên đi. Đó, mình tăng mid low lên, hoặc chúng ta thấy mid low dư quá, hoặc là làm cho nó bị dày quá thì nó ra nó cũng sẽ bị tối tiết. Thì chúng ta sẽ hạ nó xuống để cho cái dạy chung và dạy chép lên thì chờ tiếng mic của chúng ta nó sẽ sáng hơn đó. Rồi còn cái dạy mà gọi là cái dạy mà gọi là dạy chung của mic á, dạy chung của mic thường thường nằm từ 1,5 kg cho đến 3 kg. Đây Thiên Vũ chỉ qua từ từ để xem nha. Đây các bạn thấy không, đây là Thiên Vũ đang sử dụng cần số 8, ví dụ gì đi, cần số 8, đây là cần số 8, hiện tại đang ở 1,000 hertz này các bạn ha. Thường thường gọi là 1 kg, trên đây ghi 1000 tùy. Thiên Vũ hay bị lộ cái chữ ký với lại này, nhiều khi 180 hạt 50 hạt, và Thiên Vũ đọc 50 kg hạt hoài, bị lẹo miệng hoài. Rồi đây là 1178 hạt đi, ví dụ đây là biết, đây là cái dạy chung của biết. Thì các bạn thiếu, các bạn cảm giác tiếng chung á nó không được dày, không được sáng giống như các bạn mong muốn, thì các bạn thử dùng cái cách này, các bạn dơ lên, các bạn dò qua từ 1000 cho đến 4000 trở lại thôi, cỡ đó đi. Gia đình chúng ta sẽ test, tại vì bán số nó có là tỷ lệ sai số. Rồi các bạn từ đây đi, rồi từ hoặc từ 3,5 kg mình trở về 1000. Đây là cái dạy chung của tiếng micro của mình đó, các bạn dò qua dò lại, và các bạn tăng giảm, dù các bạn thấy nó dư nó bị chói, các bạn giảm xuống từ, các bạn dò tiếp. Khi nào các bạn nghe được một cái tiếng gọi là alo mà chỉ có một cái tiếng các bạn cảm thấy phù hợp nhất và nó dày nhất á, nó thật nhất theo các bạn á, thì các bạn giữ yên nó lại. Rồi đó, rồi sau đó là các bạn xử lý đến mình sẽ dùng cái cần số 5 để mình sử dụng cái tiếng gọi tiếng xì á. Sáng thì thường nó sẽ nằm ở khoảng tầm 3,5 kg cho đến 8 kg đó. Ví dụ trong phạm vi của mic đi, xì đây là 4, rồi mình sẽ di chuyển, các bạn nhìn cái hẹp nha. Rồi mình sẽ di 4, 8 kg, thì mình ví dụ đây xì ở đây đi, đẹp quá không. Sáng thức giấc nghe nụ hôn quanh đây, những nỗi nhớ sáng 6, 7, các bạn thấy xì tốt đúng không? Đó, các bạn thấy xì tốt, các bạn ở ngay cái giải nào mà cái tiếng xì nó mượt nhất, sáng tiếng nhưng không được để củ chép làm cho mình chối cái tai mình, nó rất là khó chịu. Và các bạn lưu ý là cái xì này, các bạn nhiều, mình thấy rất là nhiều bạn là lạm dụng cái lọc xì, lạm dụng cái tiếng xì này quá nhiều, lạm dụng quá nhiều tiếng xì này. Thì cái tiếng xì này các bạn khi mà làm dụng, thứ nhất á, quan trọng á, là bị chói, thứ hai là bị rất là bị ảo tiếng, cái thứ ba á, là sẽ dễ gây tiếng hú lắm các bạn, phải không? Nó rất là dễ gây tiếng hú cho các bạn. Rồi bây giờ tiếp tục thì cái một cần mình đang đi từ bên trái qua bên phải các bạn ha. Rồi cái cần này với cần khác, cái cần low nè các bạn low này cái gì, tức là có những giải các bạn cắt, ví dụ như là tiếng xì nhiều quá đi, cao quá đi, mình sẽ kéo vô. Mình sẽ kéo thử vô nha. Alo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alo 1, 2. Các bạn thấy không? Tiếng nó đã thay đổi nè. Alo 1, 2, 3, 4.
tức là nó cắt từ bên dãy cao trở xuống, còn cái H này là cắt từ bên dãy thấp trở lên. Các bạn hiểu gì đi cho dễ ha. Mình phân tích mình không có nói về chuyên môn quá cho các bạn, mà mình phân tích kiểu nhà quê tí xíu cho các bạn dễ hiểu. Rồi, cái H tức là các bạn cắt từ dãy thấp trở lên, còn low các bạn tức là cái low hand này nè. Đó, tôi viết tắt cái này các bạn thấy không? Hát lâu đây nè. Các bạn sẽ cắt từ dãy cao cho xuống. Alo 1 2 3 1 2 3 4. Alo, thấy chưa? Rồi thử này nha. Alo 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo 1 2 3. Rồi, như vậy là các bạn thấy cái cách mà mình những cái bài test như thế này á, những bài test word như thế này á, nó giúp cho các bạn có thể hiểu được cái công ăn số của mình nó chính xác ở chỗ nào và nó làm ở chỗ nào. Và cái video Thiên Vũ vừa làm cho các bạn thì nó các bạn thấy rất là đơn giản và dễ dùng đúng không? Là văn số thật sự nó không khó các bạn. Chỉ chẳng qua là nhiều khi mình thấy cái video có chỉnh các bạn chuyên nghiệp quá, bản thân là có thể là giúp cái người tiêu dùng đó, các bạn chẳng hiểu cái gì cả. Nhiều khi nói từ bằng tiếng Anh thì các bạn hiểu. Còn đối với Vũ thì thích thực tế hơn, làm việc là phải thực tế. Mình chia sẻ ở đây là cái cách chia sẻ riêng cá nhân mình. Bạn nào thích thì bạn coi. Nếu các bạn cảm thấy không hay thì hoặc là không đúng thì các bạn có thể không coi, ok, bình thường thôi. Rồi cái những cái giải thích này á, là Thiên Vũ dành cho những khách hàng cũng như là những bạn không biết gì về văn số mà chúng ta đang muốn tìm hiểu để bọc mạch á, để vui á, để nghiên cứu á, hay đam mê á, thì chúng ta dùng những cách này để chúng ta có thể tự chỉnh được văn số mà không cần bất kỳ một kỹ thuật. Thứ hai nữa thì tiết kiệm, đỡ tốn tiền kỹ thuật. Rồi rồi một cái gì nữa ta, để mình coi mình còn những cái gì sót mình chưa giải thích cho các bạn không ha, để các bạn có chỉnh. Rồi phần này nếu mà các bạn nào không quen á, đúng rồi, cái đây là cái cần đẩy lên đẩy xuống đúng không các bạn. Rồi mình xin mình thiếu một sót một điểm, đó chính là cái cần, các bạn thấy cần gạt bên hông này không, các bạn thấy cần không? Đây ở trên đây là viết tắt cái chữ Q nè các bạn, đó các bạn thấy cần gạt không? Nếu các bạn không quan tâm đi, vì văn số nào cũng sẽ có hai cái cần này đó. Nếu mà không có hai cần này thì các bạn sẽ điều khiển trên đây đó. Bây giờ các bạn sửa số này nó sẽ bớt bớt méo mình. Rồi, xin lỗi mọi người, mình bấm sai số. Đó, các bạn bấm lên xuống nè, nó chạy nè, chưa? Các bạn thấy không? Rồi không? Và cái này để làm cái gì? Mình sẽ phân tích các bạn. Thì cái này như là Thiên Vũ đã hướng dẫn các bạn rồi á. Cái này á là ví dụ Thiên Vũ muốn cái dạy âm trầm này lên, đúng không? Âm chép này á là Thiên Vũ đã mặc định như vậy nè. Thiên Vũ sẽ hướng dẫn các bạn. Đó. Ví dụ như đây, âm chép bình thường này, âm chép ngay cái vị trí số 3 này nè, là nó bằng phẳng, là đã ok rồi đúng không các bạn? Mình ví dụ nha, đây số 3, ngay vị trí số 3 này là cái vị trí mà Thiên Vũ đã cân chỉnh cho cái dãy số 2 này đã ok rồi, và nó gắn liền với cái dãy số 3. Ví dụ như Thiên Vũ muốn thiếu, ví dụ như là thiếu bass cho cái mid đi, Thiên Vũ đẩy cái cần số 1 lên. Đó, các bạn thấy nha. Khi các bạn đẩy cái cần số 1 lên, các bạn thấy cái số 3 này nó đã bị kéo theo không? Thường thường trong các âm thanh người ta gọi là bị lem á, giống như các bạn tô các bạn sơn tường á, mà các bạn phải có một cái đường viền, các bạn phải né ra, không là nó sẽ bị lem qua bên cái màu khác. Thì cái việc cái công cụ này á, nhiệm vụ nó tránh các bạn làm lem tín hiệu âm thanh. Tức là làm lem tín hiệu, tức là cái số 3 này mình đã chỉnh ok rồi, nếu các bạn kéo lên cao quá, nhưng mà cái cao này lại phù hợp với các bạn, thì làm sao? Thì các bạn sẽ dùng cái cần này. Ê, sao bị che rồi? Mọi người chờ sư phụ giúp, mọi người chờ sư phụ giúp. Rồi né ra, rồi đây cần số 1 nè. Thiên Vũ áp nhỏ nó lại, bóp, thò bóp nó lại. Đấy, thò bóp nó lại. Đó, rồi đôi khi thò bóp nó lại thì sao? Thì cái cần số 3 nó phải trở lại cái vị trí cũ các bạn, nó không còn bị chồng lên nữa. Nói chung nôm na là cái cần này các bạn tránh làm lem những cái dãy tầng khác mà nó đã gọi là đã ok rồi, tránh làm bị lem khác, những cái dãy tầng khác mà nó đã ok rồi, nếu mà bị lem qua thì nó sẽ bị méo tín hiệu mất, rồi các bạn sẽ mất thời gian chỉnh lại những cái kia nữa. Thì nên các bạn phải hiểu những cái công cụ, những cái gì mà họ đã cho trong phần mềm chúng ta phải tận dụng hết để chỉnh cho dễ hơn. Còn đối với cách chỉnh mic như thế nào gọi là hay các bạn, các bạn đừng có bắt chước nha các bạn. Nghĩ nè, mình phải thực tế xíu, tại vì mỗi cái lo nó khác nhau và mỗi cái van số có xử lý khác nhau, thậm chí là mỗi cây micro có chất âm khác nhau hoàn toàn. Thì các bạn cứ hãy nghe bằng cái lỗ tai của mình trước, chỉnh âm thanh là bằng nghe lỗ tai, chứ không có một kỹ thuật nào mà
đưa cho các bạn cái bảng số 1, các bạn cầm cái bảng số 1 các bạn đi copy 10 dạng máy hay 200 dạng máy, mỗi cái nó khác nhau hoàn toàn các bạn ạ. Từ cái micro, từ cái van số, từ đến cái cục đẩy và cái lo cũng vậy, thì các bạn phải biết được về nó. Rồi cái van, ví dụ như vấn đề mà các bạn muốn biết á, các bạn đừng có bắt chước trên mạng. Ví dụ các bạn kia, bạn chỉ các bạn là nâng cái dải này lên, kéo căng cái giống dày, là kéo xuống dày, hay là mặc định nó phải kéo xuống dày, là lên dày. Các bạn đừng có làm theo, các bạn phải nghe trước, các bạn hãy để cho nó về mặc định. Đó, đây là cái mặc định nè, các bạn nghe về cái mặc định, sau đó các bạn thấy thiếu cái gì, ví dụ mình thiếu chép đúng không, ok, cái phạm vi chép là nó từ bao nhiêu ký. Đó, cái này thì các bạn ở trên mạng nó sẽ có những cái công cụ nước ngoài á, họ có chia sẻ những cái dải tần dành cho tiếng mid đó, mid low, mid trung, dải cao và dải sáng của tiếng mid. Thì các bạn học cái đó nhưng mà nó sẽ không có chính xác các bạn, vì nó sẽ khi áp dụng trên van số nó sẽ có những sự sai số. Đó, các bạn có thể dò, ví dụ như mình muốn chép xì thì mình biết ở phạm vi này mình sẽ nâng nhẹ lên, mình thử tiếp tục mình test xì sáng, xì sáng, hay này nó sáng nhiều quá các bạn giảm xuống, xì sáng, xì sáng, ok. Thì các bạn cứ test và các bạn chỉnh theo cái gì đó, theo cái mà mình cảm thấy ok nhất. Các bạn đừng bắt chước ai cả, các bạn phải xử lý từng cái. Bây giờ đầu tiên các bạn xử lý từng bass, bass xong tới phần trung xong tới đó phần chép của mid đó, mid low, rồi mid dày hay không dày, và xì của mid như thế nào thì các bạn sẽ cân chỉnh. Còn một cái nguyên tắc chỉ có mặc định cho các bạn biết này nè, là thường thường nó sẽ cắt micro, thường thường sẽ cắt từ 100 hẹp, đây là 100 hẹp nha, thì Vũ test nè, 100 hẹp đây, Vũ gõ cho đây cho dễ, 100 hẹp micro trong âm thanh á, nguyên tắc nó cắt từ 100 hẹp sẽ cắt xuống về micro đó, các bạn thấy không, đây là 100 hẹp nè, đó nó cắt xuống. Nhưng thực tế khi karaoke ở Việt Nam mình á, thì Vũ thấy á, nếu các bạn cắt 100 hẹp thì nó không chính xác, tại vì trên văn số nó không chính xác, các bạn nên nới lỏng ra khoảng tầm 80 thôi à, các bạn. Tức là cái sự sai số nó có rất là nhiều đó, các bạn nâng ra, tại vì các bạn cắt vậy là cho tiếng mic mỏng lét à, rất là mỏng à, các bạn. Thì cái này đây là những cái mà thực tế mà Thiên Vũ chia sẻ cho các bạn để các bạn am hiểu được con văn số. Thì cái video này các bạn này, cái này đó, các bạn thấy không, mình thơm bóp, mình thích mình làm gì mình làm, mình thấy rồi. Cái này các bạn dùng cái, ví dụ như về phần mà micro mà bị hú á, thì các bạn có thể dùng những phần mềm gia đình mà chúng ta không có thể có những công cụ đo RTA, hay là dùng những phần mềm Smart 7-8 để chúng ta test những những kỹ thuật chuyên môn. Nhưng các bạn có thể dùng những cái mẹo mà chúng ta đang có, tải vào phần mềm RTA bằng cái điện thoại, chúng ta để giữa hai cái loa. Ví dụ các bạn coi mà đang hát mà bị hú á, các bạn coi nó hú cái gì, nó sẽ báo hú, mà sẽ hú là hú ở cái dải tần nào, thì cái đây đang ngay chỗ mũi tên chuột phủ chỉ nè, hú cái dải tần nào, đây là chữ F4509, ví dụ hú ở tầm 4,5 ký đi, 4,500 hẹt đi, thì các bạn giảm nó xuống, đây 4,500 hẹt, mình giảm nó xuống. Mà nếu các bạn giảm nhiều quá như thế này, nó sẽ bị lem qua bên những chỗ khác, làm sẽ bị cái tiếng mình bị méo, thì các bạn phải bóp nó nhỏ lại, cho nó đừng có lem, hú chỗ nào á, chúng ta xử lý chỗ đó được đó. Ví dụ chỗ này, và chúng ta cũng đừng có thấy hú các bạn kéo lúc cán gì nha, không được. Chúng ta xử lý kéo xuống từ từ, cảm thấy không hú nữa thì thôi chúng ta dừng, chúng ta đừng có lạm dụng thấy hú cái chúng ta kéo lúc cán như thế này, bản thân cũng sẽ làm cái tiếng mình bị méo đi, mất toàn bộ cái dải mà chúng ta đang xử lý. Chúng ta không được lạm dụng, làm việc gì nên sẽ không, nói chung là không nên lạm dụng quá những gì ta cho, mình thực tế hơn. Rồi ok, thì như là cái xử lý hú cũng đã chỉ cho các bạn cách xử lý rồi, coi như là một số video trước các bạn coi của Vũ á, thì cộng với video này thì Vũ nghĩ các bạn sẽ tự xử lý, tự chỉnh cho mình một tiếng mic đẹp nhất, hay nhất cho các bạn, và cũng như là các bạn có thể biết được cách để khám phá về cái chiếc van số của mình. Ok, thì video tới đây thôi. Thì tập sau thì Vũ sẽ hướng dẫn cho các bạn là, thứ nhất là chỉnh về cái phần nhạc, cái thứ hai nữa là sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng về compressor, rồi để với lại Rossover. Rossover thì ở đây á, là một Rossover kiểu tích hợp trên phân số thôi, nhưng mà Thiên Vũ sẽ chỉ các bạn đánh được, và sau đó mình sẽ cân delay theo chuẩn như thế nào, mà những cái mẹo gọi là mẹo cân delay mà không cần phải những cái dụng cụ đó, các bạn sẽ cân được chính xác hoàn toàn. Các bạn thấy video hay thì đừng quên và nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những video sắp tới của Vũ. Và trước khi kết thúc video này, Vũ cũng có xin chia sẻ đôi điều với mọi người là do thời gian ở đây thì khá là bận, Vũ ít thời gian làm video hơn ngày xưa, nhưng mà Thiên Vũ cũng sẽ cố gắng làm nhiều video cho mọi người.
và kênh của Thiên Vũ hiện tại là lượt comment rất là nhiều. Các bạn thấy là nhiều khách hàng nói sao Thiên Vũ không bao giờ trả lời khách hàng ở trên YouTube, tại vì thực sự là kênh hiện tại trên YouTube chỉ có một mình Thiên Vũ quản trị thôi, là không có bạn nào quản trị hết, nên việc trả lời comment hay giống như những chỗ khác á thì Thiên Vũ chưa có. Nhưng mà sắp tới Thiên Vũ sẽ có một đội kỹ thuật khoảng tầm một tháng nữa sẽ trực cái kênh YouTube và sẽ trả lời những thắc mắc về cái kỹ thuật và cũng như là hỗ trợ cho các bạn, dù là không phải là khách hàng của Vũ, sẵn sàng hỗ trợ chia sẻ cho các bạn. Tới đây thì xin tạm dừng video. Các bạn thấy video hay thì đừng quên ủng hộ Thiên Vũ một like và share cho mọi người cùng xem. Xin chào, hẹn gặp lại trong video lần sau. Bye.